Đây là cái vườn Quân Điền hả? Cái ở đây là cái địa danh là gì anh? Là, xung là, quanh là thấy núi không? Thôn một cơ mốt. Sao đất ở Tây Nguyên mà cái vùng đất này nó xấu, chúng ta thấy này, hồi nãy chúng bước vô nó là cái đây giống như là mẹ cốc mà đẻ con tiên á, tức là cái cây nó cằn dữ lắm. Nhìn về cái quá khứ anh xài si là từ ngày 19 tháng 2 âm lịch á. 19 tháng 2 âm lịch. Trong lịch là không có ghé anh Điền. Nhưng mà trên đường đi đó thì anh Điền anh thuyết phục Mr. Tân sao đó thì ghé. Nhưng mà ghé vô đây thì cảm thấy là không ghé là đúng là một cái sai sót. Tại đây là một vùng đất nó rất là xấu. Ở đây là đỡ rồi, vì anh xài si nó có hữu cơ, nó có phân trùng, nó phát triển rồi, chứ để tôi quay cái nền đất ở ngoài kia cho thấy. Cây này mấy năm rồi anh? Cây này 8 năm. 8 năm. Chúng ta thấy trên cái nền đất sét à. Đất sét có một xíu cát. Ở Ca Mốt thì đào xuống bao lâu thì gặp đá? Không đá nhưng mà chỉ là chỉ đất sét thôi. Tầm 40 phân. À là gặp đất sét thôi. Gặp đất sét luôn á. Ở đây bắt đầu có cỏ cứt lợn rồi ha. Ở đây có cỏ cứt lợn rồi nè. Được chưa? Để nhà dùng. Đấy. Đó được 3 trái. 8 kg hữu cơ nở rồi ha. Bây giờ cái mấy cái cây này cho thêm vài ký nữa là xong cho năm nay. Được chưa? Cái nền đất này nó xấu. Hữu cơ nó ít. Đi ra ngoài đây đi cả nhà. Chi phí nó chỉ cần vài trái thôi, mới giá 50.000. Cái vùng thật là khó. Chưa thấy cái đi cái vùng nào mà đất nó xấu như cái vùng này. Nhưng mà đã có trùng đất hết rồi anh. Và để tôi coi nó dẫn truyền nó tới đâu. Ra hết, ráp tàn luôn đấy. Ra tới đây rồi. Ráp tàn luôn. Ra tới đây rồi. Bắt đầu ra tới đây rồi. Có rồi, trong hố thì trong hố thì trùng nhiều. Thôi tốt rồi. Tăng chụp cái này nè Tân. Cái cây nó già hóa như thế này. Cây nó già hóa thì nó vận chuyển khó lắm, nó vận chuyển dinh dưỡng rất là khó. Tôi nói lại là với Thuận Thiên thì không có đất nào xấu. Ví dụ như đất tốt á, thì 1 hectare nó là nó 1 tỷ. Tôi nói ví dụ vậy, thì đất xấu nó 700 triệu. Thì chúng ta lấy 300 triệu chúng ta đưa hữu cơ vào. Cộng với cái si nữa thì nó thành đất tốt thôi. Chứ bây giờ mình muốn mua đất tốt mà người ta không bán làm sao. Nên là khởi nghiệp được. Nhưng mà phải có nước nha, hồi nãy tôi vào cái chỗ kia có cái hồ nó phèn như vậy đó. Nếu mà nguồn nước nó phèn thì thôi tốt nhất đừng làm nông nghiệp. Thật sự không. Nước suối. Rồi lỡ nước suối nó có khi nào bị đứt nước không? Tại vì tôi thấy các cái núi kia rừng không còn nữa. Đều thôi. Vậy nó phải có. Bởi vì tôi muốn nói nè. Khi nào có đường kính cái chỗ này nè. Ri á là nó trên một tấc hai. Và mỏn thon là tên trắc rưỡi, là lấy cây đập không rụng là vậy. Tức là ở giai đoạn này nó vẫn còn rụng nhưng mà rất ít. Giai đoạn mà từ sổ nhụy cho tới bằng cái hột dịch trở lên á, trứng ngỗng á, giai đoạn đó rụng có nhiều. Dạ, chúng ta vượt qua giai đoạn đó là chúng ta là bắt đầu có thể thở phào được rồi đấy. Chúng ta quay cái tàn cây này chúng ta mới thấy cái cây này là nó cổi lắm, cái quá khứ là nó cổi lắm. Đấy, tốt. Anh Điền là nghe nói là Tân nói là anh Điền là anh tuân thủ lắm. Nghe nói nửa đêm mà trời mưa là cũng chạy vô xịt hả? Giai đoạn nào giai đoạn số nhụy á hả? Mưa đêm thì có gì đâu? Mưa đêm mà có gì? Mưa đêm thì không sao hả? Chỉ có sợ nhất là mưa trưa, mưa ngày á. Dạ, rất là sợ anh. Như đang nắng gắt về mà mưa một cái nè. Là mệt rồi. Nhưng bây giờ thì không sao. Chứ mà 12 giờ cho tới 3 giờ mà mưa là cái trái nó nóng lên. Cái đợt về sau là mưa. Thôi, mình quay sơ vậy. Dạ. Như vậy là cái cây mưa đó coi chừng nó trùng với cây mưa bị cháy ngọn này. Đúng rồi. Cây mưa là mưa axit. Đây nè. Đây nè, một là sương hay là nước mưa nha. Mà vừa rồi cả miền Tây cũng chụp hình lên mà cây mới có gần 2 năm tuổi cũng bị luôn. Đúng rồi, đây mấy cây non này cũng bị. Đây nè, ha. Cái đợt đây. Nó trùng với đợt đấy nó. Dạ, trùng. Dạ. Nhưng mà đôi khi nông dân lại mừng nó hãm đọt. Trời ông trời hãm đọt, rất là nguy hiểm. Mà nếu mà cái cây mưa này mà chúng ta mà gặp trái nhỏ mà chúng ta không
không phun kịp thời đó, không phun điều hòa đó kịp thời là mệt. À. Rồi. Bắt đầu da ở trên nó hồng hào rồi, nó trẻ hóa rồi. Đây kìa. Rồi pha combi vào nha, pha combi vào. Veo bộ lá của mình nó năm nay mình mới xài nó còn kém nên mình phải pha combi vào. À, cái này Tuấn có thể cho phép là cái phi đầu tiên pha nguyên một bịch combi được chưa? Thôi được rồi, mình vô nhà đi, còn cái ngoài kia nữa thôi cũng giống nhau cả mà. À, và cái lần thứ hai thì nữa một phi, có thể hai lần đầu với cái cây suy thế này thì chúng ta pha một phi là một bịch combi hai lần đầu, à, cách nhau 7-10 ngày vậy đó, đại loại vậy, phun lên cho cái màu nó đẹp lên. À, tại vì cái cây mưa vừa rồi nó làm rụi hết cái lá nè. À, nên cái âu sinh của nó là không, nó chỉ có ghibellin mà không, nó không có âu sinh này, nên chúng ta phải bổ sung combi vào. Ghê lắm, thời tiết bây giờ rất ư là khắc nghiệt, tháng 7, tháng 8 mà nhiều khi tuôn nước mưa tuôn hứng tuôn đo bị hắt nó sắp tè luôn. Đó. Đây nè, đây nè, mưa nè. Đó, chứ không phải rầy nha, rầy xanh tức là nó cắn những cái lá chưa nở hình bán nguyệt á, còn cái này là, cái này là do mưa hoặc sương như vậy. Mà cái này tôi đã nói từ rất 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 nhiều rồi ha. Mà như vậy thì cái trái này nó sẽ không được đẹp màu, thì buộc chúng ta phải bổ sung cái combi lên cộng với xuyên phun cái công thức của Tùng Thiên, trong đó có cái amino nữa nha. Cái bộ lá lúc này mất tiêu rồi. Cái này là bao lâu thì cắt đây anh Điền? Cái này chắc khoảng 2 tháng 2 tháng rưỡi. À, 2 tháng nữa hả? Yên tâm, sắp tới cái cây này nó ra tiếp. Bây giờ cái cây này anh sẽ cho, anh cho Tuấn mỗi cây là 200ml amino. À, si thì đổ định kỳ rồi, không cần đổ nữa nha. Đúng định kỳ 3 tháng đổ 1 lần. Cho giùm Tuấn, để Tuấn ra cái đọt này cho cái trái nó xanh lại, đồng thời phun giùm Tuấn 2 lần. Cái công thức sau cái lúa mắc cua, ở đây nó có rẹp sáp thì yên tâm là 3 ngày sau con kiến lên nó ăn. Nhưng mà muốn thì tăng cái liều công thức sau cái lúa mắc cua lên một phi 3 lít si, phun vào đây và pha combi vào để Tuấn làm cho trái nó xanh lại và xuống dìu ra cái ngọn này, làm cho cái ao sinh nó tự nhiên nó phát triển lên thì cái trái sắp tới mình bán là nó ok thôi. Ha, à, như vậy. Rồi, xin 3 ký hữu cơ nữa. 2-3 ký hữu cơ nữa là khử cơ nở nhập khẩu đó là xong ha. Rồi mình vào nhà mình nói chuyện đi. Chúng ta còn nợ, như coi như là chúng ta còn nợ. Nhưng sân năm thì rất rẻ ha. Sân năm thì vườn này 300 ký trái thì đất này xấu khoảng 12 ký hữu cơ thôi. Cây nó tàn hết rồi.